Trong các sách đông y thời xưa, nhục thung dung được biết đến là một loại cây thảo dược bổ thận, tráng dương tăng cường sinh lực cho nam giới, hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt vợ chồng và chữa vô sinh hiếm muộn khá tốt. Nhục thung dung ngâm rượu là cách rất tốt và đơn giản để phát huy hết tác dụng của nhục thung dung, nhưng không phải ai cũng biết. Trong bài viết này, sẽ đem lại cho các bạn hướng dẫn chi tiết cách nhục thung dung ngâm rượu. Nhục thung dung mọc tự nhiên. Giới thiệu về nhục thung dung. Tên gọi nhục thung dung có tên thường gọi thung dung, đại vân. Tên gọi khoa học Kistanchia reticola ic. Ma, họ lệ chương Oobanchaceae. Mô tả hình dáng nhục thung dung là loài ký sinh, sống nhờ ký sinh vào loài cây khác. Mầm cây nhục thung dung đâm thủng mặt đất, rồi lên bề ngoài cây nhục thung dung nhìn giống cái chày, đầu hơi nhọn, bên ngoài được phủ một lớp vảy màu vàng lóng lánh, hình như ngọn tháp vàng. Cây thường cao khoảng 15-30cm, to có khi đến 1m. Hoa mọc ra từ chóp màu vàng nhạt, hình chuông, xẻ 5 cánh, hoa có màu tím, xanh, quả nhỏ li ti màu xám. Hoa thường ra vào tháng 5-6 quả đậu, vào tháng 6-7 phân bổ. Nhục thung dung chịu đựng được điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở vùng hoang mạc và được mệnh danh là cây dũng sĩ trên hoang mạc. Nhục thung dung ở nước ta hoàn toàn nhập, nơi thường được tìm thấy, Nội Mông Cổ, Thiểm Tây, Cam Túc, Tân Cương. Tác dụng của nhục thung dung. Nhục thung dung có vị ngọt, mặn, tính ấm, có tác dụng bổ thận, ích tinh, nhuận táo. Hoặc tràng nhục thung dung là vị thuốc có ích lợi cho cả nam và nữ. Bởi với nam giới, dùng nhục thung có tác dụng chủ trị nam liệt dương. Với nữ giới có thể dùng nhục thung dung để tăng khả năng thụ thai, chữa nhiều khí hư, băng lậu, lưng gối lạnh, huyết khô. Tiện bí, nhục thung dung có tác dụng tư âm, bổ thận, ích tinh, huyết, tráng dương hoặc trường mạnh dương chân ruột. Dùng trong những trường hợp liệt dương, lưng gối lạnh, đau nam giới. Theo các nghiên cứu dược lý, nhục thung dung là loại thuốc có tác dụng kiềm chế quá trình lão suy và kéo dài tuổi thọ, tăng thể lực, tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài ra, sử dụng nhục thung dung còn có tác dụng hạ huyết áp ở mức độ nhất định và có tác dụng như một loại hormone sinh dục, có khả năng kích thích và điều tiết hoạt động của tuyến thượng thận, khắc phục tình trạng chức năng tuyến thượng thận bị suy giảm và dẫn tới các bệnh liên quan. Sử dụng nhục thung dung kết hợp với một số dược liệu khác còn có tác dụng chữa suy nhược thần kinh, bổ khí, tăng cường sức khỏe. Xem thêm tác dụng tuyệt vời của ba khích cây thuốc. Quý nhục thung dung ngâm rượu. Nhục thung dung có rất nhiều cách chế biến và bảo quản được lâu mà không hề mất công dụng, trái lại còn dễ dùng và có rất nhiều tác dụng. Cách chế biến nhục thung dung đơn giản và hiệu quả nhất là nhục thung dung ngâm rượu. Nhục thung dung ngâm rượu. Chuẩn bị nhục thung dung: 1 kg rượu, 8-10 lít rượu ngon trên 40 độ, bình thủy tinh có nắp đậy. Cách làm nhục thung dung: sau khi mua về, rửa qua nước để nhục thung dung ráo nước, hơi nhục thung dung qua lửa cho nhục thung dung ấm lên. Cách làm này áp dụng với cả nhục thung dung khô và tươi, bởi khi nhục thung dung được hơi ấm lên thì khi nhục thung dung ngâm rượu sẽ làm giảm được vị hăng của nhục thung dung, giúp dễ uống hơn. Thái lát nhục thung dung và cho vào bình, đổ rượu đã chuẩn bị lên đầy nắp bình rượu lại sau 1 tháng là có thể sử dụng. Lưu ý, bảo quản bình rượu nơi khô ráo thoáng mát. Nhục thung dung hơ qua lửa, cho ấm trước khi ngâm rượu. Nhục thung dung ngâm rượu cùng một số vị dược liệu khác. Bài thuốc: nhục thung dung ngâm rượu trị xuất tinh. Sớm chuẩn bị nhục thung dung: 100 cờ tỏa dương, 100 cờ long cốt, 50 tan phiêu tiêu, 50 phục linh, 25 rượu trắng, 3 lít bình thủy tinh có nắp đậy. Cách làm: đem tất cả các nguyên liệu chuẩn bị trên rửa sạch để ráo nước, tráng các vị thuốc. Trên qua một lượt rượu, bỏ các vị thuốc vào bình, đổ rượu vào ngâm. Cách dùng ngâm: trong 15 ngày có thể sử dụng mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 23-30ml. Bài thuốc: nhục thung dung chữa vô sinh ở nam giới. Chuẩn bị nhục thung dung thái nhỏ, 30 nhân sâm thái nhỏ, 15 giờ thuộc địa hoàng, 15 giờ hải mã, 10 giờ lộc nhung thái nhỏ, 10 giờ rượu trắng, 1 lít bình thủy tinh nắp đậy. Cách làm: đem tất cả nguyên liệu trên rửa sạch, tráng qua một lượt rượu cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình, đổ rượu vào ngâm, đậy kín bình. Thời gian ngâm khoảng chừng 1 tháng là có thể dùng được. Cách dùng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 15-20ml. Bài thuốc: chữa vô sinh ở nữ giới, sinh hoạt tình dục lạnh nhạt. Chuẩn bị nhục thung dung: 50 ít máu, 30 xuyên khung, 30 đương quy, 30 tiên liên tỷ, 50 xích thược, 25 rượu trắng, 2 lít bình thủy tinh có nắp đậy. Cách làm: những nguyên liệu chuẩn bị trên rửa sạch, tráng dược liệu qua một lượt rượu cho tất cả vào bình thủy tinh và đổ rượu vào đậy nắp bình. Sau 1 tháng là có thể dùng được. Cách dùng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 15-20ml. Có thể hòa thêm mật ong uống cùng. Bài thuốc:
giúp bổ thận, chữa xuất tinh sớm chuẩn bị, nhục thung dung, 1kg dâm dương hoắc, 0,5kg sâm cau, 0,5kg sơn thù chu, 0,5kg rượu trắng, 15 lít bình thủy tinh cách làm. Tất cả các vị dược liệu đem rửa sạch để ráo nước cho vào bình thủy tinh và đổ rượu đã chuẩn bị vào ngâm khoảng 1 tháng là có thể dùng được. Cách dùng ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 chén hạt bích bảo quản nhục thung dung ngâm rượu. Để bình rượu nhục thung dung nơi khô ráo thoáng tránh ánh nắng trực tiếp, để nơi mát mẻ khoảng dưới 25 độ C. Bài viết xem thêm. Xong ba kích thần dược phòng the, cho quý ông lưu ý khi dùng nhục thung dung không dùng nhục thung dung cho các trường hợp âm hư, kém hỏa phượng, ế chảy hoặc táo bón do quá nhiệt ở vị và tiểu tràng. Nhục thung dung có vị ngọt, mặn tính ấm, những người khí yếu, huyết hư hàn không nên dùng nhục thung dung vì sẽ càng làm khí huyết thêm hư tổn. Không dùng nhục thung dung cho trường hợp dương vật dễ cương, thận dương vượng và hay thi mộng tinh. Nhìn hình dáng bên ngoài nhục thung dung sẽ nhiều người nhầm với tỏa dương, nên xem kỹ và tránh mua nhầm lẫn. Trên đây là một số tác dụng chủ yếu của nhục thung và hướng dẫn chi tiết nhục thung dung ngâm rượu cùng một số bài thuốc chữa bệnh. Nếu bạn muốn tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's block us. Why?